Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Châu khóa 19, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 9. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp thường xuyên hiệu quả với chính quyền, các tổ chức thành viên, thực hiện hiệu quả chương trình công tác đề ra. Trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được tăng cường với nhiều hình thức phong phú đa dạng đổi mới. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai, thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, từ các nguồn xã hội hóa, có 443 hộ được hỗ trợ làm mới và sửa chữa với tổng số tiền 15,2 tỷ đồng. Phối hợp có hiệu quả trong việc triển khai và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát đầu tư cộng đồng và thanh tra nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá kết quả đạt được, cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác mặt trận năm 2023 và những giải pháp mục tiêu nhiệm vụ cụ thể trong chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Châu năm 2024. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023.